Vợ chồng nhận nuôi hai chú hổ con bị mẹ bỏ rơi. 3 năm sau, không ngờ chúng xinh đẹp đến như vậy. Thông thường, khi động vật phải sống trong một không gian chật hẹp sẽ rất khó phát triển. Ngoài ra, chúng còn thường xuyên phải sống trong một môi trường thiếu thốn, dần dần trở nên suy dinh dưỡng. Nhưng thật may mắn cho hai chú hổ trắng Kai và Wai đã được cặp vợ chồng giàu có người Nga nhận nuôi. Kai và Wai là hai chú hổ nhỏ được sinh ra tại vườn thú cách đây 3 năm về trước. Vì một số lý do, chúng đã bị mẹ bỏ rơi. Do không được chăm sóc đầy đủ, hai chú hổ này đã bị rụng lông, đồng thời sức khỏe của chúng xấu đi một cách nhanh chóng. Vườn thú không đủ điều kiện để giúp hai chú hổ này khôi phục sức khỏe. Vì vậy, họ đã tìm đến Eugenia và Mikhail, hai người đam mê hổ người Nga, để nhờ họ giúp đỡ. Hiện nay, cặp đôi này không còn là những người chủ thông thường. Họ đã biết rõ ràng hổ không giống như những loài động vật khác. Chúng cần những nhu cầu đặc biệt và được chăm sóc liên tục trong thời gian dài. Điều này cần một chi phí rất lớn. May mắn cho hai chú hổ, Mikhail và Eugenia có thể đáp ứng được điều này. Kể từ khi được nhận nuôi, hai chú hổ này đã không còn tình trạng bị rụng lông và ốm yếu. Chúng ta có thể thấy hai chú hổ đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Trong một video khác, Wai có vẻ như đang vui chơi cùng khúc gỗ với lời dẫn của chủ nhân, đồ chơi dành cho mèo lớn. Hiện nay, cặp đôi người Nga này đang chăm sóc tổng cộng tất cả 10 con hổ. Mikhail chia sẻ, anh đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc hổ. Mơ ước của anh là một ngày nào đó, anh có thể mở một trung tâm bảo tồn dành cho những con hổ bị bỏ rơi và ngược đãi. Mikhail cho biết, phần lớn số hổ mà họ nhận nuôi đều bị mẹ chúng bỏ rơi. Hiện nay đều phải sống dựa vào sự chăm sóc nhân tạo. Mặc dù sức khỏe của những con hổ này đã được cải thiện, nhưng nhiều người vẫn lo lắng về việc buôn bán giữa những người ham mê động vật quý và những kẻ săn trộm hoặc lai tạo động vật. Một tài khoản mạng xã hội British Post Cabanda đã viết: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nuôi hổ hoặc bất cứ loài động vật hoang dã nào trong nhà và nên coi chúng như vật nuôi. Tôi chỉ thấy rất nhiều người có vẻ như đang giải cứu động vật, nhưng thực chất điều này dẫn đến việc lai tạo nhiều hơn và làm tăng nhu cầu buôn bán đối với các loài động vật hoang dã hơn." Mặc dù Mikhail và Eugenia là những người yêu quý động vật thực sự, nhưng quan điểm của Boschka Banda cũng đã nêu ra một vấn đề. Theo Vita, buôn bán động vật quý hiếm đang là một ngành công nghiệp lớn. Việc bán những động vật hoang dã đã được nhà nước bảo vệ trong các cửa hàng, trên mạng Internet hoặc trong các buổi đấu giá, mang lại nguồn thu nhập bất chính lớn chỉ sau buôn bán vũ khí và thuốc phiện. Ngoài việc gây hại cho động vật ra, thì việc này cũng mang lại rất nhiều nguy hiểm cho người sở hữu chúng. Đã có rất nhiều câu chuyện được đưa tin về việc động vật hoang dã tấn công chủ nhân của mình. Tuy nhiên, nhìn Kai và Wai sống vui vẻ trong ngôi nhà của mình ở Moscow, chúng ta không khỏi vui mừng cho chúng. Hiện nay, chúng đã có một cuộc sống mới tốt hơn nhờ có sự giúp đỡ của Mikhail và Eugenia. Tình huống đã có thể tồi tệ hơn nếu như không có sự giúp đỡ của hai người này.